Vào đây mẹ, vào đây này. Đây, mẹ. Con trao rỗi mày. Con trao rỗi mày. Nó nồi đây mẹ. Vào đó nha. Hôm nay mẹ sẽ luộc bắp cho Lu ăn cả nhà. Mẹ cho Lu sửa trở thành luộc bắp lâu á. Sợ Lu đói. Hôm nay mẹ sẽ luộc bắp. Đây là cả nhà này. Ngồi chơi. Mà đây. Mẹ sẽ bỏ cái đầu này vô luôn cả nhà, để một tí lấy nước cho nó uống cho mẹ.
sẽ siêu ngủ đây này. Chung ạ, chung. Để nói chị nhé nha. Lu đang uống nước bắp cả nhà. Hôm nay là nước bắp cả nhà. Mẹ sẽ hôm nay mẹ sẽ cho Lu ăn bắp nào, uống nước bắp. Nước là mát cho cơ thể và mùa này nóng nóng quá. Nó ăn. Nhà Lu uống hết ly nước bắp cả nhà. Và giờ thì mẹ và Lu cũng xin chúc cả mọi người nha. Lu đang ăn uống không? Rất là non. Đang lúc chờ đợi mẹ nước bắp thì Lu ngủ rất là dễ thương. Giờ uống ly hết ly nước bắp này. Uống nữa không? Thôi bye bye mọi người đi. Thôi bye bye mọi người.